Xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Ắt hẳn mỗi chúng ta khi tham gia thị trường chứng khoán đều đặt ra rất nhiều các câu hỏi như: làm thế nào để trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, bài bản để từ đó mang lại hiệu quả lâu dài từ kênh đầu tư cổ phiếu? Hay vĩ mô tình hình kinh tế thế giới hiện nay như thế nào, có thuận lợi đối với nền kinh tế hay không? Hay thị trường chứng khoán liệu có tăng trưởng tốt trong tương lai hay không? Rồi, ngành nào là những ngành được hưởng lợi trong mỗi một giai đoạn, mỗi một chu kỳ của kinh tế? Và cuối cùng là những cái doanh nghiệp nào là những doanh nghiệp tốt, triển vọng, mang lại kết quả kinh doanh cao trong tương lai? Đặc biệt đó là định giá các cổ phiếu đó như thế nào? Thấu hiểu được những mong muốn trên, AZFIN Việt Nam đã xây dựng lên chương trình YouTube hội viên nhằm đáp ứng tất cả các yêu cầu đó với 4 cấp độ cung cấp đến quý anh chị cụ thể như sau. Cấp độ thứ nhất, bắt đầu với chương trình đầu tư giá trị đồng. Nhà đầu tư sẽ nhận được những video phân tích, đánh giá và cập nhật kết quả kinh doanh về doanh nghiệp. Đồng thời anh chị cũng nhận được những video đào tạo về kiến thức đầu tư cũng như phân bổ vốn, lựa chọn ngành theo chu kỳ kinh tế, tổng cộng là 4 video trên tháng. Ở cấp độ thứ hai, đầu tư giá trị bạc. Đây là chương trình được xây dựng với kỳ vọng là con đường đưa anh chị trở thành nhà đầu tư giá trị thực thụ thông qua việc cung cấp các kiến thức đầu tư toàn diện và có hệ thống từ A đến Z với việc ứng dụng hết sức thực tiễn ngay trên các cổ phiếu đang niêm yết. Ngoài các video như đầu tư giá trị đồng, anh chị sẽ nhận được tối thiểu 2 clip trên tháng về những kiến thức chia sẻ hết sức thực chiến trên. Cấp độ thứ 3, đầu tư giá trị vàng. Đây là bản nâng cấp rút gọn của chương trình đọc vị cổ phiếu chuyên sâu và định giá cổ phiếu cao cấp rất nổi tiếng của AZFIN Việt Nam. Ở cấp độ này, hội viên AZFIN sẽ nhận được quyền lợi ở cấp độ 2 và cấp độ 1 trước đó. Đồng thời, hàng tháng hội viên nhận được 4 video ứng dụng tất cả các phương pháp định giá kinh điển nhất, chuyên sâu nhất như chiết khấu dòng tiền, EV trên EBITDA, P trên E, P trên B, P trên S, RNAV, v.v. vào phù hợp với những cổ phiếu khác nhau trong những ngành nghề khác nhau đang được niêm yết trên thị trường chứng khoán như ngành ngân hàng, ngành chứng khoán, ngành bất động sản, ngành công nghệ, ngành bán lẻ, ngành hàng tiêu dùng, ngành tiện ích và các ngành khác nữa. Ở cấp độ thứ tư, đầu tư giá trị kim cương, thì ngoài những quyền lợi của các cấp độ trước thì quý anh chị còn nhận được đặc quyền độc nhất là sẽ trao đổi trực tiếp với bản thân tôi, Đặng Trần Phục, và nhận được kinh nghiệm về đầu tư, quản trị tài chính và quản lý gia sản để ứng dụng vào trong việc xây dựng và quản lý gia sản của bản thân được tốt hơn, hiệu quả hơn, hướng đến tự do tài chính và cao hơn nữa.